Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh của Shin Eun Huy. Hôm nay Shin sẽ chia sẻ cùng quý vị hai mẫu chuyện. Quý vị hãy cùng nghe để xem câu chuyện hôm nay là gì nhé. Câu chuyện thứ nhất, có một tiểu sư phụ bị người khác nói xấu sau lưng của mình nên cảm thấy rất là buồn bã và đi đến tìm gặp sư phụ của mình và bạch rằng: Dạ sư phụ ơi, con buồn quá, con bị người ta nói xấu sau lưng của mình. Sư phụ có cách nào giúp cho con không cảm thấy buồn nữa không? Có phải là hôm nay con không được ngoan nên bị người ta nói xấu không? Dạ không, con không có như vậy, người ta vu oan cho con mà sư phụ. Vậy à, vậy thì họ thật là đáng thương. Sư phụ, sao họ lại đáng thương? Trong khi con bị họ nói xấu thì con mới là người đáng thương chứ. Con ngoan, họ đáng thương hơn con, bởi vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con. Họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, nếu con xấu như họ nói thì con có cơ hội sửa sai. Còn con không xấu thì họ giúp con tu hạnh nhẫn nhục. Tin ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng. À, dạ, con hiểu rồi sư phụ. Ý của sư phụ là sẽ lấy khoan dung, độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương, chứ không có thấy ghét họ nữa, đúng không sư phụ? Dạ, con đã hiểu rồi, và con cảm thấy vui trở lại rồi. Con cảm ơn sư phụ. Con giỏi lắm, đúng là đệ tử của ta. Vâng, đó là mẫu chuyện thứ nhất. Tiếp theo xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn luận về hai mẫu chuyện này nhé. Trong thời đại hiểm ác này, cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những con người xấu xa và tồi tệ. Mặc dù bạn không làm hại người khác, cũng tự nhiên có người chủ động đến làm hại bạn. Gặp phải những con người ngang tàn, không nói lý lẽ như vậy, cách đối phó tốt nhất chính là học hỏi triết lý nhân sinh từ con rùa. Có một con cá hỏi một con rùa: Nè bạn rùa, tôi có một điều thắc mắc. Tại sao anh cứ gặp chuyện là trốn tránh, rút đầu vào trong mai của mình? Vậy bạn cảm thấy nhận xét của người khác quan trọng lắm sao? Vậy chứ không lẽ bị mắng anh cũng không để bụng sao? Con rùa từ từ quay người qua và đáp: Đây chính là lý do vì sao tôi lại sống lâu hơn anh đó. Trong cuộc sống, sống là chính mình mới quan trọng. Người khác muốn nói sao thì cứ để họ nói đi. Vâng, thưa quý vị khán giả, có lẽ quý vị đã nghe qua hai mẫu chuyện ngắn mà Shin vừa giới thiệu cho mọi người. Mặc dù nó ngắn thôi, nhưng hàm ý, ý nghĩa lại rất sâu xa. Bởi vì trong cuộc đời, đã là người thích bạn, thì dù bạn có làm gì đi nữa, người ta cũng đều cho là bạn đúng. Còn một khi họ đã không thích bạn, thì dù cho bạn có tốt như thế nào thì người ta càng ghét bạn nhiều hơn.
đối với một số người và một số chuyện, chúng ta không cần thiết phải tốn thời gian và sức lực để giải thích. Bạn không bao giờ biết được là bạn sẽ trở thành bao nhiêu phiên bản từ miệng lưỡi của người khác. Và bạn cũng không thể biết là người khác đã từng nói xấu bạn những gì để bảo vệ chính họ. Bạn càng không thể nào ngăn chặn những lời bàn tán không thực tế đó. Mà điều bạn có thể làm là gạt những điều đó sang một bên. Có nhiều lúc không cần thiết phải đi giải thích rõ ràng với một số người, một số chuyện. Người hiểu bạn thì sẽ mãi mãi tin tưởng bạn. Nếu là một người có chính kiến thì chúng ta không nên nhận biết ai đó thông qua lời nói của người khác. Có những lúc chúng ta giúp nhầm người, không phải vì mình ngu ngốc, mà là vì bạn quá xem trọng tình cảm. Đôi khi rơi lệ không phải vì đau lòng, mà là vì cảm thấy oan ức. Có những lúc sự im lặng và chịu đựng không phải là vì không có lý lẽ, mà là vì không muốn tranh cãi với nhau. Bởi càng tranh cãi thì càng trở nên tồi tệ hơn. Sự thật thì luôn luôn là sự thật. Đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì sẽ thấy rõ những cuộc tranh cãi trước kia đều là vô nghĩa. Đức Phật đã từng dạy rằng vốn dĩ bạn không cần quay đầu lại nhìn người mắng chửi chúng ta là ai. Nếu như có một con chó điên chạy đến cắn bạn một cái, không lẽ bạn cũng bò xuống để cắn lại nó một cái hay sao? Không tức giận là tâm sẽ tự nhiên trở nên yên bình. Có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải trải qua, cứ thuận theo tự nhiên mà đón nhận. Hãy giữ một tâm thái tích cực thì mọi chuyện sẽ tự nhiên trở nên thuận lợi hơn. Và bài học về hạnh nhẫn nhục ngày hôm nay, có lẽ nó sẽ khó khăn đối với một số người, đặc biệt là những ai có bản tính nóng nảy. Nhưng không sao, chúng ta cứ tập từ từ, tập mỗi ngày một chút, thì dần dần chúng ta sẽ tự cảm nhận được rằng sự thanh thản trong tâm hồn, nhẹ nhàng khoan thai, và từ đó chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật là tốt đẹp và không có điều gì khiến cho mình phải bận tâm nhiều hơn nữa. Có những lúc chúng ta bị oan, chúng ta bị người khác bịa đặt để nói xấu, thì nếu như là một người yêu thương mình, hiểu mình thì không sao. Còn đối với những người mà hùa theo đó để mà chửi mắng hay phỉ báng chúng ta, thì đây cũng chính là cơ hội tốt để mình nhìn nhận ra được ai là người thật sự hiểu mình và tin mình, ai là bạn tốt của mình. Bên cạnh đó cũng có những lúc chúng ta đặt niềm tin sai chỗ ở một nơi nào đó, ở một người nào đó, ở một chuyện nào đó, cũng không sao. Bởi vì ít ra mình cũng biết được sự thật, còn hơn là mãi mãi chúng ta không thể nào biết được. Thì chúng ta cũng đừng buồn vì những cái chuyện đó. Hãy mạnh dạn trút bỏ nó đi. Bỏ được nó là như mình bỏ được một gánh nặng rất nặng ra khỏi cơ thể của mình. Thì tự dưng chúng ta sẽ cảm thấy khoan thai, nhẹ nhàng hơn. Đừng cố áp đặt, đừng cố chấp để mà mình phải ghét hay là cảm thấy bực bội vì một người nào, vì một đối tượng nào, bởi vì tất cả đều là không đáng. Đó là một số suy nghĩ của riêng Shin. Còn quý vị thì như thế nào? Hãy cho Shin một lượt bình luận để cho Shin cảm nhận được suy nghĩ của quý vị nhé.
Xin cảm ơn tất cả đã lắng nghe Shin đến giờ này. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Nếu cảm thấy hay, hợp lý, xin quý vị hãy dành tặng cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cái bài này của em ra cho nhiều người biết hơn nữa nhé, để giúp cho kênh em ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.